Cô chào các con. Tiếp nối các bài giảng thuộc chủ điểm Việt Nam Tổ quốc em, ngày hôm nay cô cùng các con sẽ tìm hiểu bài tập đọc theo chủ điểm này, đó là bài Nghìn năm văn hiến của tác giả Nguyễn Hoàng. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 15. Mời các con cùng hướng mắt lên màn hình. Trước mắt các con là bản đồ của nước Việt Nam chúng ta. Và cái dấu chấm tròn nhấp nháy này đó chính là Hà Nội, người ta gọi là vùng đất văn hiến. Vậy các con hiểu văn hiến nghĩa là như thế nào? À, ở ngay phần chú giải đã cho chúng ta biết văn hiến có nghĩa là truyền thống văn hóa lâu đời và tốt đẹp. Cô mời các con theo dõi và lắng nghe cô đọc bài Nghìn năm văn hiến. Đến thăm văn miếu Quốc Tử Giám ở thủ đô Hà Nội. Ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỷ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919. Các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3.000 tiến sĩ. Cụ thể như sau: triều Đại Lý, số khoa thi 6, số tiến sĩ 11, số trạng nguyên 0; triều Đại Trần, số khoa thi 14, số tiến sĩ 51, số trạng nguyên 9; triều Đại Hồ, số khoa thi 2, số tiến sĩ 12, số trạng nguyên 0; triều Đại Lê, số khoa thi 104, số tiến sĩ 1780, số trạng nguyên 27; triều Đại Mạc, số khoa thi 21, số tiến sĩ 484, số trạng nguyên 11; triều Đại Nguyễn, số khoa thi 38, số tiến sĩ 558, số trạng nguyên 0. Tổng cộng số khoa thi 185, số tiến sĩ 2896, số trạng nguyên 47. Ngày nay, khách vào thăm văn miếu Quốc Tử Giám còn thấy bên giếng Thiên Quang, dưới những hàng mũm già cổ kính, 82 tấm bia khắc tên tuổi 1.306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 như chứng tích về một nền văn hiến lâu đời. Nguyễn Hoàng. Vừa rồi các con đã lắng nghe cô đọc mẫu bài Nghìn năm văn hiến. Đây là một văn bản khoa học có bản thống kê. Vì vậy, khi đọc chúng ta cần đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, tuần tự các số liệu ở trong bản thống kê để thể hiện được sự tự hào về một nền văn hiến lâu đời của nước ta. Các con cần lưu ý đối với bài tập đọc này, chúng ta cần đọc đúng những từ như sau. Thứ nhất, giếng Thiên Quang. Các con phân biệt âm giờ với âm di. Thứ hai, hàng mũm già. Phân biệt thanh ngã với thanh hỏi. Thứ ba là chứng tích. Các con đọc theo cô. Giếng Thiên Quang, hàng mũm già, chứng tích. Như vậy là chúng ta vừa luyện đọc những từ dễ nhầm lẫn. Đối với bài tập đọc này, chúng ta chia thành 3 đoạn như sau. Đoạn 1, từ đầu cho đến, cụ thể như sau. Đoạn 2 là bản thống kê. Đoạn 3 là phần còn lại. Khi đọc đoạn 1, các con cần nhấn giọng những từ ngữ sau. Trường đại học đầu tiên, ngạc nhiên, 185 khoa thi, 3.000 tiến sĩ. Đối với đoạn 2 là một bản thống kê. Vì vậy, chúng ta đọc theo hàng ngang từng cột của bản. Chúng ta đọc như sau. Triều Đại Lý, số khoa thi 6, số tiến sĩ 11, số trạng nguyên 0. Triều Đại Trần, số khoa thi 14, số tiến sĩ 51, số trạng nguyên 9. Cứ tương tự như vậy, chúng ta đọc hết các khoa thi, số tiến sĩ, số trạng nguyên của các triều đại. Và cuối cùng, tổng cộng số khoa thi 185, số tiến sĩ 2896, số trạng nguyên 47. Đoạn thứ ba là phần còn lại. Chúng ta cần nhấn giọng ở những từ ngữ sau. 82 tấm bia, 1.306 vị tiến sĩ, văn hiến lâu đời.
để thể hiện niềm tự hào về nền văn hiến của đất nước ta. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con cách đọc đúng một số từ khó dễ lẫn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chia đoạn. Đồng thời cô đã giúp cho chúng mình biết cách đọc và cách nhấn giọng để thể hiện được sự tự hào của mình đối với truyền thống văn hóa văn hiến của dân tộc ta. Chúng ta vừa hoàn thành xong phần luyện đọc. Tiếp theo chúng ta đến với phần tìm hiểu bài. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 16 đến với câu hỏi thứ nhất. Đến thăm văn miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên về điều gì? Để trả lời câu hỏi thứ nhất này, cô mời các con đọc thầm lại đoạn 1 trong 2 phút và sau đó tìm cho cô câu trả lời. Các con à, đến thăm văn miếu, khách nước ngoài rất ngạc nhiên khi biết từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ, tổ chức được 185 khoa thi, lay đổ gần 3.000 tiến sĩ. Đó là điều khách nước ngoài ngạc nhiên khi đến văn miếu Quốc Tử Giám. Vậy, văn miếu có nghĩa là gì? Văn miếu là nơi thờ Khổng Tử và những người có công mở mang giáo dục thời xưa. Còn Quốc Tử Giám, đó là trường nho học cao cấp thời xưa đặt ở khu vực văn miếu. Tính từ khoa thi đầu tiên đến khoa thi cuối cùng khoảng thời gian là bao lâu? Ngót 10 thế kỷ, các triều vua Việt Nam đã lấy đổ gần 3.000 tiến sĩ. Vậy tiến sĩ ở đây là chỉ những người trong kỳ thi quốc gia về nho học thời xưa hay còn gọi là thi hội? Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi thứ hai. Hãy đọc và phân tích bảng số liệu thống kê theo các mục sau. A. Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất? B. Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất? Với câu hỏi số 2 này, các con hãy quan sát lại bảng thống kê trong bài tập đọc, đồng thời tìm cho cô triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất, triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất. Các con ạ, triều đại tổ chức nhiều khoa thi nhất đó chính là triều Lê. Triều Lê số khoa thi là 104. Vậy triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất? Đó chính là triều Lê. Số tiến sĩ của triều Lê là 1780. Như vậy, qua việc tìm hiểu bảng thống kê, chúng ta đã tìm được triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất và triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất. Và việc này sẽ giúp cho chúng ta học tốt hơn ở bài tập làm văn luyện tập về thống kê. Các con ạ, à, văn miếu vừa là nơi thờ Khổng Tử và các bậc hiền triết nổi tiếng và đạo nho của Trung Quốc, vừa là nơi dạy Thái tử học. Đến năm 1075, đời vua Lý Nhân Tông đã cho lập Quốc Tử Giám. Năm 1076, được xem là mốc giáo dục khởi đầu đại học chính quy đầu tiên của nước ta. Đến năm 1253, vua Trần Nhân Tông đã tuyển lựa học sinh ưu tú trong cả nước về đây học tập. Triều đại Lê, việc học được đề cao và phát triển, đã tổ chức nhiều khoa thi nhất, 104 khoa thi, và lấy đỗ 1.780 tiến sĩ và 27 trạng nguyên. Triều đại này có nhiều nhân tài của đất nước như Ngô Sĩ Liên, Lương Thế Vinh, Lê Quý Đôn, Phan Huy Ích, Ngô Thời Nhiệm. Các con, trong số 2.896 tiến sĩ, có những người đã đỗ tiến sĩ 2 lần. Có nghĩa là họ thi khoa thi này đã đỗ tiến sĩ, họ tiếp tục đăng ký ở khoa thi tiếp theo. Có lẽ là họ muốn đỗ ở thứ hạng cao hơn. Ở thời Nguyễn, triều đình chia những người đỗ tiến sĩ làm hai bảng. Những người đỗ tiến sĩ ở thứ hạng thấp hơn, coi như được lấy thêm gọi là phó bảng. Và trong số 2.896, thống kê ở trong bài đã bao gồm các vị phó bảng và 47 vị trạng nguyên. Trạng nguyên chính là danh hiệu cao nhất học vấn thời xưa. Đỗ thứ nhì là bản nhãn, đỗ thứ ba là thám hoa, và triều Nguyễn không có danh hiệu trạng nguyên, và người đỗ cao nhất là bản nhãn. Như vậy vừa rồi cô và các con đã cùng tìm hiểu và phân tích số liệu của bảng thống kê. Chúng ta tiếp tục đến với câu hỏi thứ ba. Câu 3. Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hóa Việt Nam? Nước Việt Nam có truyền thống hiếu học lâu đời. Ngày nay, khách vào thăm văn miếu Quốc Tử Giám còn thấy điều gì?
đó chính là 82 bia khắc tên tuổi 1036 tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến năm 1979. Như vậy, sau khi trả lời 3 câu hỏi ở phần tìm hiểu bài, chúng ta có thể rút ra nội dung của bài học ngày hôm nay như sau. Bài văn cho biết Việt Nam là một nước có nền văn hiến lâu đời, đó là niềm tự hào lớn nhất của dân tộc ta. Các con ạ, nghìn năm văn hiến là một văn bản khoa học thường thức, có bản thống kê với những số liệu thống kê rất chính xác. Nhờ sự chính xác này mà chúng ta có thể hình dung ra sự phát triển về giáo dục của các triều đại, từ triều đại Lý đến triều đại Nguyễn. Các con đã từng đến văn miếu Quốc Tử Giám chưa? À, văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Đây là nơi thờ Khổng Tử, các bậc hiền triết của Nho giáo và tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy đạo cao đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 dưới triều vua Lê Nhân Tông, là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước và là trường đại học đầu tiên của nước ta. Văn miếu Quốc Tử Giám nằm ở phía nam thành Thăng Long, nay là Hà Nội, quay mặt về hướng nam với tổng diện tích 55.027 m², gồm có hồ văn, vườn giám và nội tự. Nội tự được chia làm 5 khu vực, mỗi khu vực được giới hạn bởi các tường gạch gồ với các cửa thông nhau, một cửa chính và hai cửa phụ, hai bên với các kiến trúc cụ thể như sau. Khu thứ nhất đó là khu nhập đạo. Đó là khu từ cổng văn miếu đến cổng đại trung môn. Chính giữa khu nhập đạo có đường thần đạo dẫn đến cổng đại trung. Khu thứ hai nổi bật với Khuê Văn Các. Đây là một công trình kiến trúc độc đáo được xây dựng vào năm 1805. Với kiến trúc cổ bốn mạch có cửa sổ tròn và những con tiện tỏa ra tứ phía tượng trưng cho hình ảnh sao Khuê tỏa sáng. Khu thứ ba là khu vườn bia. Đây là nơi lưu giữ bia tiến sĩ được xây dựng năm 1484. Chính giữa khu thứ ba là một chiếc giếng vuông có tên gọi là giếng Thiên Quang, hay còn gọi là Thiên Quang Tịnh, có nghĩa là giếng ánh sáng trời. Còn đây là hai dãy bia tiến sĩ, gồm 82 tấm bia chia thành hai bên. Mỗi bên có 41 bia đối xứng nhau qua giếng Thiên Quang. Hai tòa đình bia xây dựng vào năm 1863, bốn mặt bỏ trống. Đây là khu thứ tư, đó chính là khu Đại Thành, là nơi thờ Khổng Tử và 72 vị học trò xuất sắc của Khổng Tử và thờ Chu Văn An. Tư nghiệp Quốc Tử Giám bao gồm Điện Đại Thành, Nhà Bái Đường, hai dãy Đông Vu, Tây Vu và Sân Đại Bái. Cuối cùng, khu thứ năm, đó là khu Thái Học, gồm các công trình kiến trúc chính là tiền đường, hậu đường, tả vu, hữu vu, nhà chuông, nhà trống, được xây dựng trên nền đất xưa của trường Quốc Tử Giám. Hậu đường khu Nguyễn Thái Học có hai tầng, tầng thứ nhất thờ thầy giáo Chu Văn An, tầng thứ hai thờ các vị vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông, Lê Thánh Tông. Hai nhà tả hữu vu là khu công sở làm việc của trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu Quốc Tử Giám. Và các công trình kiến trúc của văn miếu được dựng bằng gỗ lim, gạch đất nung, ngói mũi hài theo phong cách nghệ thuật của các triều đại Lê Nguyễn và những hàng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Các con biết không, văn miếu Quốc Tử Giám không chỉ là niềm tự hào về 1.000 năm văn hiến của dân tộc Việt Nam, mà còn là nơi nhắc nhở các thế hệ Việt Nam hãy noi gương cha ông tiếp nối truyền thống hiếu học để góp phần xây dựng và phát triển nền văn hiến lâu đời của dân tộc. Là những chủ nhân tương lai của đất nước, các con hãy chăm ngoan, học giỏi để sau này lớn lên xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp hơn, to đẹp hơn. Đoạn thứ ba là phần còn lại. Chúng ta cần nhấn giọng ở những từ ngữ sau. 82 tấm bia, 1.306 vị tiến sĩ, văn hiến lâu đời.
để thể hiện niềm tự hào về nền văn hiến của đất nước ta. Như vậy, cô đã vừa hướng dẫn các con cách đọc đúng một số từ khó dễ lẫn. Tiếp theo chúng ta cùng nhau chia đoạn. Đồng thời cô đã giúp cho chúng mình biết cách đọc và cách nhấn giọng để thể hiện được sự tự hào của mình đối với truyền thống văn hóa văn hiến của dân tộc ta. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Các con chuẩn bị trước cho cô bài sắc màu em yêu và tập trả lời câu hỏi để hôm sau chúng ta học đạt kết quả tốt. Chúc các con chăm ngoan, học giỏi. Thân ái chào các con.